Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Trong chương trình tối ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trong ngày hôm nay 21 tháng 4, Trung tâm Y tế huyện Vũ Bản tiếp nhận cách ly thêm một trường hợp. Đến nay trên địa bàn toàn huyện Ý Yên chưa có ca nhiễm COVID-19. làm theo bác. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Nam Định luôn tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chung tay cùng xã hội phòng chống dịch Covid-19. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tỉnh Nam Định, đến ngày hôm nay 21 tháng 4, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong ngày hôm nay tiếp nhận cách ly thêm một trường hợp. Trường hợp tiếp nhận trong ngày hôm nay 21 tháng 4 có địa chỉ tại xã Yên Mỹ huyện Ý Yên là lái xe tại nhà máy xi măng Tam Điệp tỉnh Ninh Bình có ho sốt, đau rát họng, yếu tố dịch tễ chưa rõ ràng, hiện được cách ly tại trung tâm y tế huyện Vụ Bản. Như vậy đến ngày hôm nay tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh có 352 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly, và trường hợp đang thực hiện cách ly, 348 trên 349 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm lần 1 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 một trường hợp lấy mẫu ngày 21 tháng 4 đang chờ kết quả xét nghiệm. 18 trên 20 trường hợp lấy lần 2 đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hai mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh hiện không còn trường hợp cách ly. Ngày hôm nay 21 tháng 4, còn 102 trường hợp đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. 5.469 trường hợp đã hoàn thành 14 ngày cách ly hiện tại các trường hợp đang thực hiện cách ly không có biểu hiện sốt, ho, khó thở, viêm phổi. Đến ngày hôm nay, toàn tỉnh đã lấy tổng số 896 mẫu xét nghiệm, trong đó 442 mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 454 mẫu thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Trong ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, giả soát tất cả các trường hợp liên quan đến người nước ngoài, người có nguy cơ với COVID-19 và kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ngành y tế tiếp tục thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định các trường hợp có nguy cơ với dịch COVID-19. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện Ý Yên chưa có ca nhiễm COVID-19. Trong tổng số 77 người theo dõi cách ly, có 41 người đã qua 14 ngày cách ly, 36 người đang theo dõi cách ly. Tất cả các trường hợp theo dõi cách ly đều có sức khỏe bình thường, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các ngành địa phương trên địa bàn huyện ý yên bám sát tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh để triển khai quyết liệt các phương án đã chuẩn bị sàng lọc tối đa các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm để kịp thời xử lý xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị đồng thời phổ biến đến từng cơ sở để vận hành cơ chế đồng bộ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến người dân hiểu đúng về dịch bệnh xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng về dịch bệnh Thưa quý vị và các bạn, với phương châm chống dịch như chống giặc, phát huy truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, thời gian qua cùng với các cấp các ngành, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Nam Định luôn tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần vì nhân dân phục vụ được cán bộ chỉ huy chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể thiết thực chung tay cùng xã hội phòng chống dịch COVID-19. Ngay khi tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Nam Định đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố xác định địa điểm đặt khu vực cách ly tập trung của thành phố để sẵn sàng tăng cường chi viện cho tỉnh cũng như đáp ứng nhiệm vụ cách ly của thành phố Nam Định khi cần. Mặc dù thời gian này phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, song mỗi cán bộ chiến sĩ, nhân viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố luôn xác định tốt trách nhiệm, khắc phục khó khăn cùng với đoàn viên thanh niên trên địa bàn làm tốt mọi công tác chuẩn bị tại địa điểm xác định làm khu cách ly của thành phố là một người cán bộ của cơ quan, bản thân tôi luôn xác định tốt các nhiệm vụ, thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân và các đơn vị dân quân tự vệ chúng tôi đảm nhiệm về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Với cái tinh thần lực lượng vũ trang là xung kích đi đầu trong cái thực hiện nhiệm vụ, bản thân chúng tôi luôn xác định tốt được nhiệm vụ và sẵn sàng nhận được nhiệm vụ khi phục vụ tại khu cách ly cũng như là bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại nơi khu cách ly khi có mệnh lệnh của cấp trên. Thì trong những thời gian vừa qua thì tuổi trẻ chúng tôi cũng có những cơ việc làm cụ thể. Như là phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân hiểu biết về cách phòng chống về dịch bệnh COVID-19 cũng như là phát khẩu trang và keo rửa tay khô sát khuẩn miễn phí cho những người dân và những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã và trong cái thời gian tới này thì cũng nhận được kế hoạch để phối hợp với các lực lượng vũ trang của ủy ban của ban chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị những trang thiết bị cũng như là dọn dẹp vệ sinh môi trường ở nơi khu vực cách ly. Bên cạnh việc quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ nhân viên trong cơ quan thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch, Đảng ủy, ban chỉ huy quân sự thành phố Nam Định đã làm tốt công tác tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo các phường xã trên địa bàn thành lập các điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các đầu mối giao thông, khu vực các chợ dân sinh với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng công an, dân quân, y tế sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Ban chỉ huy sư thành phố chúng tôi đã tổ chức cho lực lượng vũ trang bảo đảm an toàn trong phòng chống COVID, đặc biệt là đã phối hợp với trung tâm y tế, phòng y tế của thành phố huy động các lực lượng phối hợp với các lực lượng ở trên địa bàn tổ chức các cái chốt ở trong khu vực địa bàn của thành phố cũng như địa bàn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giao để tổ chức kiểm dịch và kiểm soát tất cả những người ra vào trong khu vực địa bàn của thành phố nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân. Có thể khẳng định những việc làm hết sức cụ thể trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Nam Định trong suốt thời gian qua đã góp một phần quan trọng cùng với các cấp các ngành của thành phố Nam Định và lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan ảnh hưởng tới sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. triển hệ thống phân phối kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cục thuế tỉnh Nam Định gia hạn thuế tiền thuê đất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Công ty Điện lực Nam Định tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Nam Định được đánh giá là thị trường bán lẻ tiềm năng với hơn 1,7 triệu dân. Do vậy, ngành công thương đã tập trung giả soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lĩnh vực thương mại, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân phát triển hệ thống phân phối kinh doanh trên địa bàn. Hiện toàn tỉnh có 63 siêu thị, cửa hàng tiện ích, trong đó có 6 siêu thị tổng hợp với quy mô diện tích từ 3.000 m2 sàn kinh doanh trở lên, cùng hệ thống các siêu thị chuyên doanh. Để có được kết quả trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, các loại hình và sản phẩm là thế mạnh của tỉnh có giá trị gia tăng cao đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng mới nâng cấp các cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật thương mại dịch vụ theo hướng hiện đại văn minh theo kế hoạch đã được phê duyệt Để mạnh công tác quản lý thương mại trên địa bàn thực hiện tốt công tác thẩm định cấp phép đối với các mặt hàng kinh doanh có điều kiện mặt hàng hạn chế kinh doanh và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả hàng cấm vận chuyển hàng nhập lậu. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41-2020 NDCP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Ngay sau khi nghị định được ban hành, Cục Thuế tỉnh Nam Định đã bắt tay triển khai tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế được thực hiện gia hạn thuế, tiền thuê đất với mục tiêu bảo đảm kịp thời đúng đối tượng, không để chính sách bị trục lợi. Theo Nghị định số 41-2020 NDCP, các doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất 5 tháng với giá trị khoảng 180.000 đồng. Đối với ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại điểm 1, điểm 2 và điểm 3, điều 2 của nghị định này là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020. Ngay sau khi nghị định được ban hành, Tổng cục Thuế đã thông tin kịp thời đến doanh nghiệp, người dân hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Ngoài việc đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như website của Tổng cục Thuế các cục thuế đã gửi thông tin qua email tới những doanh nghiệp đang hoạt động hỗ trợ người nộp thuế bằng hình thức là qua điện thoại và triển khai những cái chính sách này tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của cục thuế qua dịch vụ thuế điện tử E-tax đặc biệt là cục thuế đã tóm tắt cũng như biên tập lại tổng hợp ngắn gọn những nội dung của nghị định 41 để gửi qua email của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế kịp thời. Nghị định số 41-2020 NDCP góp phần giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Để việc hỗ trợ đúng đối tượng, tránh tình trạng chính sách bị trục lợi, Cục Thuế tỉnh Nam Định đã chủ động phân loại, lập danh sách người nộp thuế được gia hạn theo các nhóm đối tượng quy định tại nghị định. Khi người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn, sẽ giả soát đối chiếu, kiểm tra xác định đúng đối tượng chủ động xây dựng các giải pháp quản lý rủi ro, có biện pháp giám sát nhằm tránh các trường hợp người nộp thuế lợi dụng chính sách để vi phạm pháp luật. Cục thuế đã chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý kịp thời công chức thuế có hành vi lợi dụng chính sách thuế liên quan đến công tác kiểm soát dịch bệnh để gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu người nộp thuế. Đồng thời có biện biện pháp xử lý nghiêm đối với người nộp thuế lợi dụng chính sách thuế để vi phạm pháp luật về thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Theo Nghị định 41, thời hạn gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất là trước ngày 30 tháng 7 năm 2020. Vì vậy, Cục Thuế tỉnh đang bám sát tiến độ doanh nghiệp gửi đề nghị để tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và đôn đốc người nộp thuế làm thủ tục. Hiện nay, công ty Điện lực Nam Định vẫn đang thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 với mục tiêu không để xảy ra trường hợp lây nhiễm dịch trong toàn công ty. Hệ thống truyền tải điện được bảo đảm vận hành tuyệt đối an toàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, công ty Điện lực tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc bố trí đảm bảo đủ lực lượng vận hành, xử lý sự cố và sẵn sàng lực lượng dự phòng thay thế khi cần thiết. Lực lượng vận hành trực ca tại phòng điều khiển theo lịch, không ra ngoài trong thời gian trực. Đối với lực lượng lao động gián tiếp, đơn vị đã bố trí thực hiện công việc từ xa qua sử dụng phần mềm công nghệ như xử lý văn bản, lập duyệt phương án đến các cuộc họp khi cần thiết. Chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống dịch COVID-19. Nhờ đó trong thời gian qua, tại công ty điện lực Nam Định không để xảy ra trường hợp lây nhiễm dịch bệnh. Hệ thống truyền tải điện được đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn, đảm bảo cung ứng điện cho các bệnh viện, các trung tâm kiểm soát dịch bệnh các dự án đầu tư trọng điểm cần hoàn thành đúng tiến độ. Lúa xuân đang bị sâu cuốn lá lứa 2 gây hại, nếu không tổ chức phun trừ kịp thời sẽ thiệt hại lớn đến năng suất. 279 hecta lúa xuân của xã Mỹ Hưng đang trong giai đoạn cuối kỳ đẻ nhánh, Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hộ nuôi cá dưa hồng ở xã Hải Châu gặp nhiều khó khăn ngay từ đầu vụ xuân hè 2020. Lúa xuân trên địa bàn tỉnh Nam Định đang bị sâu cuốn lá lứa hai gây hại với mật độ trung bình từ 1 đến 2 con một mét vuông, nơi cao từ 5 đến 7 con một mét vuông, cục bộ hơn 10 con một mét vuông. Với mật độ trên, nếu không tổ chức phun trừ kịp thời sẽ gây thiệt hại lớn đến năng suất lúa. Theo thống kê của Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 1 từ ngày 27 đến 30 tháng 3 cho trên 4.400 ha. Mật độ sâu cao gấp 3 lần so với năm 2019. Hiện nay, sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 đang vũ hóa rộ, mật độ phổ biến từ 1 đến 3 con 1 mét vuông, nơi cao từ 5 đến 7 con 1 mét vuông, cục bộ trên 10 con 1 mét vuông. Mật độ sâu và trứng phổ biến 10 đến 30 con và quả 1 mét vuông nơi cao 50 đến 80 con và quả 1 mét vuông. Mật độ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Sâu non nở rộ từ 22 đến 30 tháng 4, mật độ sâu phổ biến từ 50 đến 70 con 1 mét vuông, nơi cao từ 200 đến 300 con 1 mét vuông, cục bộ trên 600 con 1 mét vuông. Đây là lứa sâu gây hại chính trong vụ, có mật độ cao, lứa kéo dài, mức độ gây hại cao. Nếu không tổ chức phun trừ kịp thời sẽ gây thiệt hại lớn đến năng suất lúa xuân. Dự kiến toàn tỉnh cần phun trừ khoảng 68.000 hectare, chiếm 93% diện tích. Để phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 có hiệu quả, Chi Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh lưu ý bà con nông dân cần phun trừ tập trung từ ngày 22 đến 30 tháng 4, sử dụng thuốc có hoạt chất Indosacap. Sau phun 5 ngày, kiểm tra ruộng nếu còn mật độ sâu sống từ 50 con một mét vuông trở lên, cần phải phun lại. Thời điểm này, 279 ha lúa xuân của xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc phát triển tốt, đồng đều, đang trong giai đoạn cuối kỳ đè nhánh. Do địa hình trũng nên vụ xuân năm 2020, xã Mỹ Hưng chỉ có 9 ha cấy bằng phương pháp gieo xạ, 80% diện tích cấy giống bắc thơm số 7 và PC15, 20% diện tích còn lại cấy các giống lúa lai. Để đảm bảo lúa sinh trưởng phát triển tốt, ban nông nghiệp xã đã phát động nông dân tập trung diệt ốc bô vàng trước khi bắt đầu gieo cấy. Khi lúa phân hóa làm đồng, ngoài việc tổ chức thuê người diệt chuột, bà con nông dân trong toàn xã còn đánh bắt thủ công được khoảng từ 10.000 đến 12.000 con chuột. Thời điểm này, ban nông nghiệp xã chỉ đạo nông dân tiến hành rút nước lộ ruộng, phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn, khô vằn trên lá. Dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5, lúa bắt đầu chỗ bông. Ban nông nghiệp xã sẽ chỉ đạo tập trung phun trừ bệnh đạo ôn cổ bông và sâu cuốn lá lứa hay. Nhờ phun thuốc phòng trừ dày lưng trắng cho mạ trước khi cấy, nên vài năm trở lại đây, các vụ lúa của xã Mỹ Hưng không bị thiệt hại do bệnh lùn sọc đen gây ra. Hiện xã Hải Châu, huyện Hải Hậu có gần 149 ha diện tích đất chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả, trong đó có 99 ha nuôi thủy sản. Với 80% diện tích con nuôi chủ lực là cá siêu hồng, 20% còn lại nuôi sen canh các loại cá khác như cá đối mục, cá chấm, cá chép. Năm 2019, tổng sản lượng thủy sản của xã Hải Châu đạt 1.700 tấn, chỉ tính riêng cá siêu hồng đã đạt khoảng 1.500 tấn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hộ nuôi cá riêu hồng trên địa bàn xã đang gặp nhiều khó khăn ngay từ đầu vụ nuôi 2020. Đến thời điểm này, xã Hải Châu đã nhập khoảng 400 vạn con giống cá riêu hồng từ Trung Quốc, ít hơn so với mọi năm từ 150 vạn con đến 200 vạn con. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chính sách biên mậu khiến nguồn giống cá riêu hồng nhập về bị gián đoạn, kéo theo thời gian xuống giống bị chậm gần một tháng so với lịch thời vụ. Bên cạnh đó, chất lượng con giống và giá thành đầu vào cũng khiến các hộ nuôi cá siêu hồng không khỏi lo lắng. năm nay thì chúng tôi nuôi cá năm nay thì cái thứ nhất thì là có cái là nó vướng vào cái mùa dịch bệnh như thế này. Thì trước mắt ý, là coi như vậy là so với lại là năm ngoái đã thấy bước đầu này khó khăn là cái giá cả đầu vào. Năm ngoái thì là nhập về thì như vậy là nó không có dịch bệnh thì nó rẻ hơn. Do năm nay có thể là tới gần một triệu đồng một bạn. về cái thức ăn là các cái hãng thức ăn là do cái cái, cái nguyên liệu nhập đấy họ như vậy là hiếm tức là họ không nhập được cho vậy là cái các hãng thức ăn như vậy thông báo là đều tăng giá à, 200 đồng một cân đấy, thức ăn theo ban nông nghiệp xã Hải Châu sau gần một tháng ương nuôi chăm sóc dự kiến các hộ nuôi cá dưa hồng sẽ sang ao nuôi vào cuối tháng tư này nếu thời tiết nắng ấm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho con cá phát triển tốt tỷ lệ sống cao để phấn đấu nâng tổng sản lượng thủy sản năm 2020 của toàn xã đạt 2.000 tấn, trong đó cá rêu hồng đạt 1.700 tấn. Ngay từ đầu vụ, Ban Nông nghiệp xã đã định hướng cho các hộ thả xen canh các đối tượng nuôi, đảm bảo duy trì mật độ nuôi khoảng 70% cá rêu hồng và 30% các loại cá chấm, chép, đối mục. Năm nay như cá đối mục thì chúng tôi đưa về là lượng nó nhiều hơn để tăng cái lượng cá đối mục lên vì thị trường của cá đối mục này năm vừa rồi là tiêu thụ rất tốt và giá cả cũng, cũng 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 ổn. Đấy, cho nên chúng tôi định hướng do định hướng vậy hướng tới mục tiêu sản xuất thực phẩm sạch gắn với bảo vệ môi trường, ban nông nghiệp xã Hải Châu mong muốn gây thương hiệu cá dâu hồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tuy nhiên để bà con tin tưởng, yên tâm thực hiện hiệu quả chương trình Việt Gáp, ban nông nghiệp xã đang tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp thu mua, bao tiêu toàn bộ sản phẩm của địa phương với giá thành hợp lý, đưa cá dâu hồng thương phẩm trở thành thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền năm... hình